xin chào các bạn. Hôm nay bố con chả nó quẩy cái này xong bố cho sao? Con chả làm gì? Lốt cái này bố cho sao? Có một chả trôn, đó là chả trôn, trôn vào cái đồng hồ này ạ. Nếu các bạn mà không trôn thì các bạn thấy phải buộc hết kín lại để cho các bạn nằm cho thoải mái. Tôi đang nằm, nằm xuống. Mà em tôi đang nằm, có phải đâu? Nó đây là pin đấy. Bây giờ nó sẽ khi nó đến hành vi thấy nó không buông ai thì đương nhiên nó đây là hình tròn có thể cho tay vào được nhá. Không được này, quay đỡ lần này để về cho em pin ngủ nhá. Bây giờ tôi quận lại nhỏ bé đi đây, bố mẹ có người chung một đứa chuột đấy. Đi đây pin, đi đây đây pin, bố với mẹ có người chung một đứa chuột đấy nhỉ. Em ơi là hết chiếc gì. Bây giờ đồng hồ của tôi đã mất đi rồi, không còn tay nữa. Đấy. Thế bây giờ các bạn không tìm thấy không? Để tôi tìm. Các bạn mà tìm thấy thì bảo tôi. Nếu không tìm thấy thì không mà thôi. Mất à? Tìm thấy rồi. Không. Chưa mà. Khi nào tìm thấy rồi thì chỗ thì anh làm thế này nhá. Tìm thấy rồi. Sao mà phải rung nhỉ? Tại đi ngủ không mà đóng quá giấc mất con đi. Này, quay nốt. À, thấy rồi à? Đây, chưa. Xong chưa? Chưa. Đi. Thôi, chào tạm biệt đi. Tạm biệt đi con. Tạm biệt các bạn đi để tắt video. Chào các bạn. Hôm nay chỉ là một video ngắn. Đấy cả là chôn thôi. Bye bye. Tắt luôn.